Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Bayland. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Người dân muốn thường trú ở Hà Nội phải có chỗ ở từ 8 đến 15 mét vuông. Capital Land đàm phán thương vụ 1,5 tỷ đô la Mỹ với Vinhomes. Bayland được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến đóng góp về dự thảo nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp cho thuê, mượn, ở nhờ. Theo quy định tại dự thảo này, diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp đối với khu vực nội thành là 15 m2, 12 quận, đối với khu vực ngoại thành là 8 m2, 18 huyện, một thị xã. Diện tích nhà ở tối thiểu là diện tích được tính theo mét vuông sàn nhà cho một người thuê, mượn, ở nhờ. Việc xây dựng dự thảo này, theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Cư trú năm 2020, tạo cơ sở pháp lý để thành phố chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trong đó có nội dung quản lý cư trú phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Thành phố kỳ vọng thông qua quy định này sẽ góp phần ổn định an ninh trật tự, đảm bảo đời sống an sinh xã hội của người dân. Về cơ sở thực tiễn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, một số tỉnh hoặc huyện thuộc thành phố trực thuộc trung ương cũng đang có áp lực gia tăng dân số cơ học rất lớn. Số người đăng ký cư trú tăng nhanh và biến động nhiều ở nhóm đối tượng có chỗ ở hợp pháp là nhà ở do thuê mượn ở nhờ. Do đó, đối với trường hợp công dân đăng ký thường trú thuộc nhóm đối tượng này được luật cư trú 2020 quy định ra Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định diện tích bình quân chỗ ở tối thiểu khi đăng ký thường trú nhằm đảm bảo điều kiện sống cần thiết cho người dân phù hợp với yêu cầu quản lý về cư trú và tình hình an sinh, chính sách, xã hội trên địa bàn. Đồng thời cũng là quy định để có thể phân bổ dân cư. <laughs> tập đoàn Capital Land đang đàm phán để mua lại một số dự án có giá trị 1,5 tỷ đô la Mỹ từ nhà bất động sản niêm yết lớn nhất Việt Nam, Vinhomes JSC. Theo nguồn tin của Reuters, cuộc thương thảo này diễn ra trong bối cảnh ngành bất động sản Việt Nam đang khan hiếm tiền mặt. Nếu thành công thỏa thuận giữa tập đoàn Singapore với Vinhomes sẽ đánh dấu một trong những giao dịch bất động sản lớn nhất Đông Nam Á. Capital Land đang cân nhắc mua lại một phần của dự án Vinhomes Ocean Park 3 một dự án phát triển theo phong cách quần thể đại đô thị rộng 293 ha gần Hà Nội hay một dự án khác ở phía bắc thành phố Hải Phòng. Capital Land Development thuộc tập đoàn Capital Land hiện diện ở 40 quốc gia, tập trung phát triển vào các phân khúc bất động sản bán lẻ, văn phòng, dân cư, kinh doanh và trung tâm dữ liệu cùng các doanh nghiệp khác. Nhà phát triển này đã có một hạng mục các dự án bao gồm cả trung cư cao cấp tại 4 thành phố của Việt Nam Vingroup, công ty mẹ của Vinhomes, từ chối bình luận về bất kỳ cuộc thương thảo nào với Capital Land, nhưng cho biết với tư cách là một công ty niêm yết, họ sẽ tiết lộ thông tin nếu có bất kỳ giao dịch nào diễn ra. Vingroup là tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, ô tô điện và bán lẻ. Trong đó, Vinhomes phát triển và sở hữu các dự án bất động sản thương mại và nhà ở tại Việt Nam, được tách ra và niêm yết trên sàn chứng khoán trong nước vào năm 2018. Lãi dòng của Vinhomes năm 2022 đạt 29.000 tỷ đồng, tương đương với 1,23 tỷ đô la Mỹ với tổng doanh thu đạt 62.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, công ty cổ phần tập đoàn Mayland vừa được Sở Khoa học và Công nghệ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Mayland đã xây dựng phương án sản xuất kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ với các đề tài khoa học, cụ thể là sản phẩm Mây lên, dịch vụ đăng tin quảng cáo bất động sản, Mây dịch vụ tra cứu quy hoạch bất động sản trực tuyến và Mây dịch vụ quảng cáo bất động sản. Mây lên đã bảo vệ thành công tính ứng dụng ưu việt của các sản phẩm nêu trên trước hội đồng khoa học tư vấn thẩm định đánh giá do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội thành lập, gồm các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên cơ sở thẩm định các điều kiện của doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và sản xuất kinh doanh như hạ tầng kỹ thuật, nhân lực, quá trình ứng dụng công nghệ 4.0 trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm có tính ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu khách hàng, tính khả thi của mô hình kinh doanh và phương hướng phát triển sản phẩm. Hội đồng tư vấn thẩm định đã thống nhất cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Việc cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là một sự biểu dương ghi nhận những nỗ lực của cả tập thể Maylen. Động thái này một lần nữa khẳng định chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản là một nhu cầu tất yếu và hệ sinh thái công nghệ tài chính bất động sản Maylen đang đi đúng hướng, có cơ sở khoa học kỹ thuật, tính ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội với cơ sở pháp lý chặt chẽ, đầy đủ. Đây có thể coi là một mô hình kinh doanh tiêu biểu tích cực có tính đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện và tổng thể cho một ngành, một lĩnh vực có giá trị kinh tế lớn và tiềm năng tăng trưởng cao, sớm có khả năng đem lại lợi ích kinh tế xã hội, góp phần phát triển nền kinh tế số phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia theo đúng chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.